Hàn Quốc rúng động vụ việc bé gái 19 tháng tuổi bị xe buýt trường mầm non cán thiệt mạng. Theo giờ cảnh sát, vào khoảng 10 giờ 40 phút sáng ngày 21 tháng 6, bé A, 19 tháng tuổi, đã bị một chiếc xe buýt đưa đón trẻ cán thiệt mạng ở bãi đậu xe của trung tâm y tế huyện. Cảnh sát cho biết vụ tai nạn xảy ra khi tài xế B, khoảng 50 tuổi, không nhìn thấy bé A nên đã nhấn ga phóng đi mà không để ý. Bé A ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng đã thiệt mạng. Được biết, trung tâm giữ trẻ đã đến thăm trung tâm y tế để tham quan thực tế vào ngày hôm đó. Có 5 giảng viên và 29 học sinh khác cùng đi với A trên xe buýt. Vụ tai nạn đau lòng đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận Hàn Quốc. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn và xác định trách nhiệm của giám đốc trung tâm nhà trẻ và giáo viên.